Alo mẹ Hương, hôm nay quay clip khoảng 5 phút. Tôi tên là Giáp Thị Sông Hương, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1974, nơi địa chỉ hộ khẩu 94/1053D, đường 20 phường 6 Gò Vấp. Hiện tại khoảng 4 tháng nay, mẹ Hương đã gom khoảng 20 trẻ sơ sinh mang về nhà nuôi. Trong mùa dịch Covid, mẹ có gặp chút khó khăn, xin mạnh thường quân chia sẻ giúp đỡ một chút kinh phí để mẹ cháu có tiền nuôi các cháu trong mùa dịch Covid. Sau khi hết dịch Covid, mẹ cháu sẽ mở các cửa hàng kinh doanh buôn bán để lấy kinh phí nuôi các cháu, chứ không phải lên mạng xin cộng đồng nữa. Mẹ Hương chỉ xin cộng đồng ủng hộ qua khỏi mùa Covid thôi, qua mùa dịch. Khoảng 4 tháng nay mẹ cháu gom khoảng 20 cháu trẻ sơ sinh mang về nhà nuôi. Tất cả những đứa trẻ là trẻ bỏ rơi ngoài đường phố, kênh bờ rãnh bờ mương trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Cái này là mẹ Hương cháu tình nguyện chứ không ai bắt hết. Đây, mẹ cháu không có chồng, không có con, mẹ cháu có điều kiện mẹ cháu mới nuôi được. Còn công việc này mẹ cháu cũng yêu thích nữa. Hôm nay mẹ Hương có làm video này, xin tất cả ông bà cô chú bác trong nước và ngoài nước hãy chia sẻ video này để cho nhiều người biết tới. Mẹ Hương có lập một kênh YouTube Giáp Thị Sông Hương. Bây giờ mẹ Hương sẽ xin trực tiếp chứ không nhờ các kênh YouTube nữa. Các kênh YouTube có đăng bài của mẹ Hương lên nhưng mà họ không để số điện thoại, họ không để địa chỉ, họ không để số tài khoản. Cho nên mạnh thường quân có muốn tài trợ các cháu cũng chẳng biết các cháu ở đâu mà tài trợ. Đợt vừa qua rất được cộng đồng mạng yêu thương mẹ Hương và các cháu. Nhưng kênh YouTube Công Trần có lúc quay thì có quay địa chỉ, số tài khoản và địa chỉ nhà, nhưng đến lúc chiếu lên YouTube thì cắt hết cái thông tin này. Lúc nào mẹ cháu cũng có một cái thông tin như thế này, kênh GoFood mẹ cháu cũng có một cái thông tin như thế này để mạnh thường quân biết đến mẹ Hương đang ở đâu, các cháu đang ở đâu, và để số điện thoại, để số tài khoản, để có nhiều mạnh thường quân thương yêu giúp đỡ các cháu. Nhưng mà kênh YouTube Công Trần coi như là cắt hết cái thông tin của mẹ Hương. Cho nên á, trên kênh YouTube Công Trần TV á, rất được nhiều người thương yêu các cháu, nhưng mà không biết các cháu ở đâu, không biết số điện thoại máy ấm ở đâu, không biết các cháu ở đường nào và địa chỉ ở đâu, cắt hết thông tin. Từ nay giờ đi mẹ cháu không nhận kênh YouTube nào quay các con của mẹ cháu, của Hương nữa, các con của mẹ Hương lên kênh YouTube hết. Bây giờ mẹ Hương trực tiếp làm kênh YouTube Giáp Thị Sông Hương. Mẹ Hương mỗi ngày sẽ đăng các cháu lên khoảng 5 phút, một mình mẹ cháu chăm các cháu nhé, chứ không có ai phụ. Người ta bảo mẹ cháu là siêu nhân. Đây, bây giờ một mình mẹ cháu chăm cần này, cháu nào cũng ngủ ngon. Mẹ cháu chăm rất sạch sẽ và kỹ lưỡng, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ, một mình mẹ cháu chăm nhá. Xin mọi người chia sẻ kênh YouTube Giáp Thị Sông Hương để được cộng đồng quốc tế, được cộng đồng mạng biết đến, để ủng hộ trực tiếp cho mẹ cháu. Mọi người ủng hộ trực tiếp cho mẹ Hương cháu, cho nên là không phải qua một kênh nào nữa. Xin hãy chia sẻ kênh YouTube Giáp Thị Sông Hương thật nhiều để cho mạnh thường quân trong nước và ngoài nước biết đến. Đây là số điện thoại.